Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 12 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác tỉnh ủy thị sát khu công nghiệp Cảng Biển và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ. Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng những vùng quê đáng sống. Chính ủy quân khu 7 kiểm tra công tác cách ly công dân tại Trung đoàn Minh Đạm. Trong phần tin thế giới, WHO muốn đánh giá dữ liệu vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì thực phẩm. Nhà Trắng đánh giá tích cực về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy thị sát địa điểm đầu tư xây dựng cầu Phước An, thăm một số doanh nghiệp cảng biển và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Đoàn cũng có buổi làm việc với Thị ủy Phú Mỹ về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 7 tháng qua. Cùng đi với đoàn có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Cầu Phước An là điểm đến đầu tiên của lãnh đạo tỉnh trong chuyến thị sát hôm nay. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng. Cầu Phước An là dự án thành phần thuộc dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Giải, có chiều dài 21,3 km, bắt đầu từ cảng Cái Mép Hạ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tới cảng Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư 4.879 tỷ, trong đó 2.879 tỷ là vốn của địa phương, 2.000 tỷ dùng nguồn vốn của Trung ương. Sau khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ giúp kết nối đường liên cảng Cái Mép Thị Giải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực, đồng thời kết nối toàn bộ nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Cái tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Giải này đi qua theo quy hoạch là 35 cảng biển theo quy hoạch. Hiện nay là 21 cảng biển đã được sử dụng với tổng công suất cảng biển là 113 tấn năm và 9.600 mét cầu cảng container. Toàn bộ cái dự án đường liên cảng này đã đi qua 5 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích khoảng 3.500 hecta. Tại vị trí mình đứng đây là cái dự án tiếp theo của đường liên cảng, đó là cầu Phước An với tổng chiều dài là 4.388 mét, đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ là đưa dự án cầu Phước An này theo nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Ngày 4 tháng 8 vừa rồi, chính thức Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nghị quyết số 35 thông qua cái chủ trương đầu tư của cầu Phước An. Đoàn công tác tỉnh ủy cũng nghe đại diện công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và thị xã Phú Mỹ báo cáo về tình hình thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, nghe đại diện tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn báo cáo về tình hình hoạt động của cảng TCIT. Cảng chiếm 52% thị phần tại cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Giải. Cũng trong chuyến công tác này, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh về dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có quy mô 86,6 hecta tại thị xã Phú Mỹ. Đây là dự án cảng biển nước sâu có vị trí quan trọng trong hệ thống cảng Cái Mép Thị Giải với chiều dài cầu cảng khoảng 1.200 m, có khả năng đón tàu đến 200.000 tấn. Tiếp đó, đoàn công tác tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo báo cáo của lãnh đạo Thị ủy Phú Mỹ, tính đến tháng 7, doanh thu thương mại dịch vụ của thị xã đạt 24.028 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch năm 2020, nhưng giảm 2,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp là 9.257 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch năm 2020. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 826 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Với tổng thu ngân sách đạt 1.179 tỷ đồng, bằng 65% dự toán tỉnh giao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng qua của thị xã chỉ đạt khoảng 213 tỷ đồng, tương đương hơn 45% kế hoạch năm. Phát biểu kết luận của làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu nhận định,
thị xã Phú Mỹ có rất nhiều tiềm năng và lợi thế nằm trong định hướng 4 trụ cột kinh tế của tỉnh, không chỉ của nhiệm kỳ tới mà còn đối với nhiều nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, sự phát triển của Phú Mỹ trong tương lai phải hướng đến vị trí hàng đầu, chứ không chỉ dừng ở những lĩnh vực kinh tế như hiện tại, nhằm kết nối và tạo ra giá trị chung cho địa phương cũng như cả nước. Về định hướng phát triển cũng như giải pháp cho những tháng cuối năm, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong 12 địa phương của cả nước có tăng trưởng âm. Vì vậy, thời điểm này, các sở ngành của tỉnh và các địa phương, trong đó có thị xã Phú Mỹ, phải nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục, đồng thời triển khai quyết liệt nhằm đưa tỉnh thoát khỏi danh sách này, đồng thời giúp tỉnh có thể đạt được những chỉ tiêu đã đề ra. Cái việc COVID thì nó quay lại, nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định thế giới này chưa ai nói là sẽ hết COVID. Nên chúng ta chung sống, và cũng như chính phủ đã có một cái chủ trương rất lớn, đó là vừa chống dịch mà vừa thúc đẩy phát triển kinh tế đạt mục tiêu kép. Nên tôi đề nghị thôi, trên tinh thần như vậy, chúng ta cố gắng cùng chia sẻ, khó khăn thuận lợi cứ đan xen. Vấn đề khác biệt là chúng ta nhận dạng và chúng ta hành động. Nên hôm nay tôi đề nghị cùng với nhau, chúng ta trong lúc khó khăn này có lẽ chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, nhiều lần hơn so với bình thường, để chúng ta đạt cái chúng ta đặt ra, chứ chưa nói chúng ta vượt cái chúng ta đặt ra. Khởi đầu cho chương trình thăm và làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Viết Thanh ở cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy, đã ưu tiên chọn thị xã Phú Mỹ và nhiều công trình dự án quan trọng để thị sát làm việc đầu tiên. Điều này cho thấy sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy đối với địa bàn kinh tế trọng điểm, với những dự án quan trọng hàng đầu trong hai trụ cột kinh tế công nghiệp cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh là 7.484,9 tỷ đồng cho 352 dự án. Trong đó có 133 dự án chuyển tiếp, 42 dự án khởi công mới và 50 dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay đạt thấp, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, nguồn ngân sách tỉnh giải ngân mới đạt 27,2% kế hoạch, tương đương khoảng 2.037,5 tỷ đồng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, các địa phương đã đề xuất được điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án. Ngày 11 tháng 8, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành địa phương để thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Khánh và Trần Văn Tuấn. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, có 13 đơn vị điều chỉnh tổng số vốn lần này với hơn 2.712 tỷ đồng, gồm 47 dự án giảm vốn và 52 dự án tăng vốn. Cụ thể, các ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông, dân dụng và công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban quản lý dự án khu vực cảng cái Bến Thị Vải điều chỉnh tổng vốn gần 994 tỷ đồng với 11 dự án giảm vốn và 25 dự án tăng vốn. Các địa phương, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, các huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc điều chỉnh hơn 1.623 tỷ đồng với 31 dự án giảm vốn và 22 dự án tăng vốn. Theo kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công lần này, thì tổng vốn ngân sách tỉnh đã phân bổ cho các dự án không thay đổi và chỉ điều chuyển vốn giữa nội bộ các dự án. Việc điều chỉnh vốn cũng tuân theo nguyên tắc không giảm tổng vốn đã phân bổ cho bồi thường giải phóng mặt bằng để chuyển sang thanh toán khối lượng xây lắp. Nguồn vốn sổ số kiến thiết chỉ điều chuyển giữa các dự án giáo dục y tế. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020. Thưa quý vị, chiều nay, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành để thống nhất phương án đấu giá mẫu quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh được thành lập, qua đó triển khai phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đá xây dựng, vật liệu san lấp, suối lấp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, mỏ cát xây dựng, vật liệu san lấp tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, khu 1, mỏ cát san lấp, xã Tam Phước, huyện Long Điền, khu 2.
Sở Tài nguyên Môi trường là đơn vị được giao xây dựng phương án đấu giá mẫu đề xuất, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại các cuộc đấu giá. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản. Trường hợp khu vực đấu giá có diện tích đất do nhà nước quản lý, sử dụng từ 25% đến dưới 50%, thì cá nhân tổ chức có quyền sử dụng đất để triển khai dự án sau khi trúng đấu giá với diện tích tối thiểu bằng 50% diện tích của khu vực đấu giá. Trường hợp khu vực đấu giá có diện tích đất do nhà nước quản lý, sử dụng dưới 25%, cá nhân tổ chức có quyền sử dụng đất để triển khai dự án sau khi trúng đấu giá với diện tích tối thiểu bằng 20% diện tích của khu vực đấu giá, sau khi trừ đi diện tích đất do nhà nước đang quản lý. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tuấn Quốc yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tiếp thu thêm ý kiến của các sở ngành để chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án đấu giá mẫu quyền khai thác khoáng sản phù hợp hơn. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo 167 để nghe Sở Tài chính báo cáo phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất đối với một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục giữ lại sử dụng cơ sở nhà đất của một số cơ quan đơn vị nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị này duy trì hoạt động, gồm 6 cơ sở nhà đất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, cơ sở nhà đất thuộc Hội luật gia và Đoàn luật sư tỉnh, cơ sở nhà đất thuộc Sở Tư pháp, một cơ sở nhà đất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và một cơ sở nhà đất thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài chính cũng đề nghị thu hồi 2 cơ sở gồm một cơ sở nhà đất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại số 74 Lý Thường Kiệt, phường 1 và một cơ sở nhà đất của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh tại số 5 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Khánh thống nhất phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất theo đề xuất của Sở Tài chính. Ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu các cơ quan đơn vị đang sử dụng và quản lý các cơ sở được đề nghị giữ lại sử dụng phải có giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả hợp lý. Riêng đối với cơ sở tại số 83 đường Đồ Chiểu, phường 1, thành phố Vũng Tàu thuộc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch giao Sở Tài chính rà soát lại để có phương án sắp xếp xử lý thích hợp. Đối với cơ sở tại số 62 đường Bình Giả, phường 8, thành phố Vũng Tàu thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu xem xét hỗ trợ kinh phí để hồi sửa chữa lại trụ sở nơi làm việc. Thưa quý vị, để trở thành xã nông thôn mới nâng cao, các xã nông thôn mới phải hoàn thành 32 chỉ tiêu của 15 tiêu chí thuộc 6 lĩnh vực gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh trật tự, hành chính công. Đó là sự nâng cao của 19 tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời bổ sung những tiêu chuẩn quy định để hướng tới xây dựng những vùng quê đáng sống. Với sự đầu tư của nhà nước, sự chung sức của nhân dân, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Với tiến độ hiện tại, dự kiến cuối năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ cuối tháng 5 năm 2018 tại một số địa phương đạt nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới. Sau khi được công nhận xã nông thôn mới, từ tháng 2 năm 2019, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Kế thừa nền tảng đã có trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân xã Lộc An tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Do đó, thu nhập bình quân đầu người của xã từ 53.700.000 đồng một người năm 2018 đã nâng lên 60 triệu đồng một người vào đầu năm nay. Cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường xã Lộc An tiếp tục thay đổi tích cực. Các công trình điện, nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đường giao thông được đầu tư, nâng cấp, giúp đi lại được thuận tiện, dễ dàng hơn. Ý thức người dân giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 90%. Với kết quả đạt được từ đầu năm nay, tức chỉ sau một năm triển khai, xã Lộc An đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao trước kế hoạch đề ra. Thì đối xã Lộc An cũng xác định là tất cả các tiêu chí về thu nhập, về bảo hiểm, về môi trường là cái sự nòng cốt để cho là cuộc sống người dân tốt hơn. Địa phương cũng đã tuyên truyền cho người dân
về ý thức hơn về công tác môi trường và tham gia cái bảo hiểm, đặc biệt là công tác thu nhập. Là địa phương có tỷ trọng công nghiệp chiếm đa số, khi triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2018, xã Xuyên Mộc tập trung triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại hóa. Được sự vận động hỗ trợ của chính quyền, người dân xã Xuyên Mộc đã chuyển đổi trên 200 hectare diện tích đất lúa một vụ, cây điều lão hóa, dường tạp và các loại cây có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đến nay, nông dân xã đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các loại cây trồng chủ lực như hồ tiêu, thanh long, nhãn, các loại cây ăn quả khác với tổng diện tích hơn 700 hectare. Ngoài phát triển kinh tế hộ, địa phương cũng xây dựng phát triển mô hình hợp tác xã, tổ nghề nghiệp, tạo cơ sở xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuẩn Việt Gáp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2019 đạt 195 tỷ đồng, năm 2020 dự kiến đạt 282 tỷ 700 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt gần 62 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 8 triệu đồng một người một năm so với năm 2018. Hai năm qua, xã đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa 38 tuyến đường giao thông nông thôn dài 29,5 km, 100% các tuyến đường từ trung tâm xã đến các ấp và đường liên ấp được nhựa hóa, đầu tư xây dựng mới trên 3,6 km đường dây trung thế, 23,8 km đường dây hạ thế, 13 trạm biến áp, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện từ nguồn lưới điện quốc gia đạt 100%. Sau gần 2 năm xây dựng, xã Xuyên Mộc cơ bản đạt 15 trên 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là cơ sở để địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Thì những cái giải pháp trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là phát huy các cái hệ thống chính trị trong cái việc và thực hiện các cái tiêu chí nâng cao. Tranh thủ cái sự lãnh đạo của đảng ủy, hội đồng dân, sự thực hiện của ủy ban dân, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là sự cái đồng tình ủng hộ của chúng dân, để làm sao đó thì chúng tôi sẽ đảm bảo được cuối năm đạt cái 15 trên 15 cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm về vấn đề sẽ áp dụng những cái công nghệ kỹ thuật rồi khoa học tiên tiến gì đó để áp dụng vào cái sản xuất nông nghiệp, làm sao đó tạo ra những cái mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp cho nhân dân để nhân dân nâng cao cái mức sống của mình, ổn định cái cuộc sống. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 7 xã gồm Long Tân, Lộc An, huyện Đất Đỏ, An Dức, huyện Long Điền, Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Hòa Long, thành phố Bà Rịa, Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ và Bưng Điền, huyện Xuyên Mộc đạt 15 trên 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có 45 trên 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ít nhất 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cái kế hoạch cho giai đoạn mới, tức là giai đoạn 2021-2025 là tập trung vào nâng cao. Thứ nhất là các cái tiêu chí, các cái chỉ tiêu của các cái tiêu chí đã đạt được, nâng cao ví dụ như về thu nhập, là phải nâng cao cái tiêu chí về thu nhập, và giải pháp về thu nhập là tập trung để phát triển các cái hình thức tổ chức sản xuất thông qua hợp tác xã và chính sách liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân để cùng tổ chức sản xuất tạo ra giá trị để nâng cao cái đời sống. Bên cạnh đó lồng ghép các chương trình, ví thử như là chương trình mỗi xã một sản phẩm, đó là chương trình OCOP hoặc là chương trình phát triển về ngành nghề truyền thống, trong những các cái nội dung căn cơ cụ thể, phân giao nhiệm vụ cho từng sở ban ngành và chỉ tiêu cho địa phương, và đưa những nội dung chỉ tiêu tăng trưởng vào cái làm cái nghị quyết để tổ chức thực hiện. Với mục tiêu về đích sớm trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa phương, trong đó chú trọng vào hai điểm nhấn quan trọng là xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho người dân. Do đó, diện mạo nhiều vùng quê ở Bà Rịa Vũng Tàu đang thay đổi từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Với đà này, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hoàn thành mục tiêu 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị, đoàn công tác của Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cách ly công dân phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Bình Đạm, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay. Báo cáo với đoàn công tác Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Trung đoàn Bình Đạm đang cách ly 327 công dân trở về từ Úc, trong đó có 4 công dân trên 75 tuổi và 10 trẻ em. Kết quả xét nghiệm lần 1, 100% công dân này có kết quả âm tính. Đến kiểm tra về công tác cách ly công dân tại Trung đoàn Bình Đạm, đóng tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đã biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của các lực lượng phục vụ. Chính ủy Quân khu 7 đã đánh giá cao lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng nhằm chăm lo phục vụ các công dân trong thời gian cách ly 14 ngày tại Trung đoàn Bình Đạm. Chính ủy Quân khu 7 cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc để chuẩn bị cho các đợt tiếp nhận cách ly sắp tới mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đảm nhận, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện chăm lo, phục vụ chu đáo hơn đời sống của các công dân thực hiện cách ly. Dịp này, lãnh đạo Quân khu 7 đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các công dân chấp hành nghiêm quy định cách ly, đồng thời tặng một số phần quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly tại Trung đoàn Bình Đạm. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới vẫn đang tiếp diễn phức tạp. Trong thời gian gần đây, thì một số trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta nhưng không được kiểm soát cách ly, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, càng gây tâm lý lo lắng, bất an cho mọi người và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, để hạn chế dịch bệnh xâm nhập, Công an tỉnh đã tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cảnh của người nước ngoài và công dân trở về từ nước ngoài, kiên quyết xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ là hai địa phương có nhiều người nước ngoài lưu trú làm việc. Tại thành phố Vũng Tàu, những ngày này, cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Vũng Tàu tăng cường kiểm tra việc kê khai đăng ký tạm trú của các chuyên gia, người nước ngoài lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Ngành công an cũng tổ chức cho các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý tạm trú đối với người nước ngoài. Thông báo kịp thời khi phát hiện người nhập cảnh trái phép hoặc người từ các vùng có dịch trở về để địa phương có biện pháp xử lý. Cho khách check-in như bình thường, sau đó là tụi em sẽ kiểm tra xem là những cái dấu stamp của khách là khách đã có đi qua từng những vùng dịch chưa. Rồi thì em sẽ nhập cái thông tin của khách vào trong hệ thống. Đến khoảng 10 giờ tối thì tụi em bắt đầu sẽ rà soát lại khách. Sau đó sẽ chuyển khách lên thông tin của khách lên mạng công an. Là địa bàn tập trung 9 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, thị xã Phú Mỹ là địa phương tập trung một lượng lớn chuyên gia, lao động là người nước ngoài. Do đó, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phối hợp với công an thị xã Phú Mỹ, đồn công an khu công nghiệp tăng cường kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp có chuyên gia, lao động người nước ngoài thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú theo quy định. Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cũng quyết tâm là phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái số lượng người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam cũng như cái số lao động người nước ngoài hiện tại từ trước đã làm việc tại các khu công nghiệp cũng như trong các cơ sở lưu trú. Và khi phát hiện vi phạm, sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm. Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, tính từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8, có trên 7.400 lượt người nước ngoài, bao gồm khách du lịch, chuyên gia, người lao động nhập cảnh vào Bà Rịa Vũng Tàu, đã đăng ký kê khai tạm trú. Đến thời điểm hiện tại, có trên 4.800 lượt người nước ngoài đang lao động công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa ghi nhận bất cứ trường hợp người nước ngoài nào nhập cảnh trái phép. Khi có dịch bệnh nó bùng phát thì chúng tôi lại tăng cường, tiếp tục với tổ chức sẽ phối hợp với lại công an xã phường thị trấn, rồi phối hợp với công an khu công nghiệp, phối hợp ban quản lý khu công nghiệp để kiểm tra quản lý và tập trung vào một số khu vực, một số địa bàn và một số quốc tịch trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký, kê khai tạm trú cho người nước ngoài, lực lượng công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Điều này cũng góp phần hình thành lá chắn phòng dịch hiệu quả tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nhấn mạnh bất kỳ chứng nhận nào của tổ chức này đối với vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 cũng sẽ đòi hỏi quy trình đánh giá khắt khe về dữ liệu an toàn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa COVID-19. Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tổ chức này đang liên lạc chặt chẽ với giới chức y tế Nga. Các cuộc thảo luận hiện đang tập trung vào khả năng Tổ chức Y tế Thế giới thông qua chất lượng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Theo đó, quá trình này đòi hỏi việc xem xét và đánh giá nghiêm ngặt tất cả dữ liệu an toàn và hiệu quả của vaccine. Theo số liệu cập nhật trên trang Bloomberg, tính đến 16 giờ chiều 12 tháng 8, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là trên 20,5 triệu trường hợp, trong đó trên 746.000 trường hợp tử vong. Hãng tin Reuters đã dẫn lời một quan chức Trung Quốc cho biết giới chức nước này vừa phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên bao bì đóng gói thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Giới chức Trung Quốc cho biết virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trên bao bì đóng gói hải sản đông lạnh được chuyển đến thành phố Yên Đài, phía đông tỉnh Sơn Đông. Lô hàng được gửi đi từ thành phố Cảng Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh, nhưng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu. Giới chức thành phố Yên Đài cho biết một phần lô hàng đã qua chế biến để xuất khẩu, phần còn lại được bảo quản đông lạnh và chưa phân phối ra thị trường. Hiện giới chức Trung Quốc đã niêm phong lô hàng. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow vừa cho rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc xấu đi, nhất là sau khi quyết định cấm cửa của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc hay những bất đồng trong vấn đề Hồng Kông. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 để đánh giá hoạt động triển khai thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong 6 tháng qua. Theo kết quả của một cuộc khảo sát do Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung vừa công bố, chỉ có 7% các doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc nhận thấy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước đem lại lợi ích vượt những tổn thất về thuế mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, gần 90% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng thỏa thuận sẽ khiến quan hệ hai nước ổn định và giảm nguy cơ thuế tiếp tục leo thang. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 12 tháng 8, các hình thái thời tiết gây mưa như rãnh áp thấp và trường gió Tây Nam hoạt động yếu dần, nên khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ còn mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và đêm. Một số nơi có thể vẫn có mưa lớn, trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, nền nhiệt giảm nhẹ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Một số nơi có nắng gián đoạn, cường độ nắng yếu nên thời tiết không quá oi bức. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 96%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông, trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông vẫn có khả năng xuất hiện gió giật mạnh lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 4, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 8 năm 2020, mực nước cao nhất 330cm xuất hiện lúc 8 giờ, thấp nhất 180cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.